Hello, xin chào các bạn nha. Đây, đây là một con chì nhông trên cành sầu riêng, trên cây sầu riêng nhé các bạn. Đây, mình đang di chuyển gần đến nó rồi. Đã phát hiện ra sự vật rồi. Bye bye, cảm ơn các bạn đã xem video nha.